Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Ở trong nước và tỉnh Thanh Hóa có thời cơ thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức do những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế nội tại bên trong chưa được khắc phục. Tuy nhiên, với niềm tin và quyết tâm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Mục tiêu đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực cố gắng cao hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024. Với chủ đề năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, Nghị quyết số 15 ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu tổng quát năm 2024 là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và thực hiện 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới, phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, tương xứng với phát triển kinh tế, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an toàn xã hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 11% trở lên, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 3.540 đô la Mỹ trở lên, tổng giá trị xuất khẩu đạt 6.000 triệu đô la Mỹ trở lên, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 135.000 tỷ đồng trở lên, thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng, thêm 1 huyện, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa đạt 39%. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên, quan điểm chỉ đạo điều hành của tỉnh là trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực địa bàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương phải tập trung phân tích, dự báo sát đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các phương án, kịch bản, kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm, đề ra các nhiệm vụ giải pháp, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội sát đúng, hiệu quả, không để bị động, lúng túng, bất ngờ, gắn với tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở đúng nguyên tắc, trung thực, thẳng thắn, xây dựng vì hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển của tỉnh. Tinh thần chung của năm 2024 là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023 để tăng tốc, bứt phá, về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện được mục tiêu năm 2024, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trong đó trọng tâm là tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trên cơ sở thực hiện nghiêm điều lệ, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch,
tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 nhấn mạnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ và phân công cụ thể cho từng tập thể cá nhân, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị và yêu cầu các đồng chí giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng cái kế hoạch hành động của mình để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra. Thứ hai là trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng ta phải có cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhưng phải lựa chọn một số vấn đề có tính chất trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến thực rõ nét trên các lĩnh vực. Ngay sau hội nghị của tỉnh, Thiệu Hóa là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Với quyết tâm chính trị cao, huyện Thiệu Hóa chọn chủ đề năm 2024 là đoàn kết, kỳ cương, quyết liệt, hiệu quả. Địa phương này đưa ra quan điểm chỉ đạo điều hành năm 2024 là tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh và đồng bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tạo đột phá phát triển đô thị và công nghiệp tập trung. Cùng với đó, huyện Thiệu Hóa đề ra 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 thôn thông minh, có thêm 15 sản phẩm OCOP. Tập trung cho cái việc phát triển kết cấu hạ tầng, từng bước tiếp cận với các cái tiêu chí đô thị, trong đó là tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, phấn đấu hoàn thành 100% các cái chỉ tiêu giải phóng bằng các dự án mà tỉnh giao. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiến độ đầu tư công và phấn đấu đến cuối năm 2024 là hoàn thành 100% cái vốn đầu tư công được giao theo kế hoạch. Với quyết tâm bứt phá để về đích nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Yên Định chọn chủ đề năm 2024 là nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, quyết tâm hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 8% trở lên. Theo cái chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là cái quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thì chúng tôi xây dựng một cái phương châm hành động của năm 2024, đấy là đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, hành động phát triển để triển khai đồng bộ các cái giải pháp từ huyện đến cơ sở để đạt các cái mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Với tinh thần trên dưới đồng lòng, các địa phương đơn vị đã và đang đồng loạt triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 ngay những ngày đầu năm mới, biểu thị quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị, tạo đà bứt phá thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 37 của Quốc hội và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.